Ta sẽ học về tập hợp. Tập hợp thì các bạn học ở lớp 6 rồi. Thì giờ đối với cách biểu diễn thì người ta có hai cái cách biểu diễn chính. Một là ký hiệu trước đi ha. Nhắc lại một số ký hiệu. Thì ký hiệu của tập hợp là người ta sẽ dùng một cái chữ cái in hoa, sau đó viết dấu bằng, mở ngoặc móc ra. Bên trong này người ta sẽ dùng kỹ năng gọi là liệt kê các cái phần tử viết bên trong đó. Ví dụ, tập A bao gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Thầy chỉ ví dụ thôi ha. Thì đây cách này được gọi là liệt kê. Hoặc cũng với tập A đó, người ta sẽ viết theo kiểu của tạm gọi là tính đặc trưng. Thì người ta sẽ ghi là x thuộc số tự nhiên n. Có thể viết là gạch sổ xuống, hoặc là viết dấu phẩy, hoặc là viết dấu hai chấm thì tùy. Đó. Sao cho thí dụ x bé hơn hoặc bằng 5. Rồi, ở đây thì thuộc n sao? Thì cái này được gọi là tính đặc trưng của mệnh đề. Gì con? Học cô học Zoom hay học nó nói Dùm, tiếng dùm. Rồi, lấy cái máy kia lên. Đó, ví dụ như A bằng cái tập đó. Vậy thì nhiệm vụ là ta có hai cách để viết trong quá trình học. Một là ta sẽ viết theo kiểu liệt kê. Hai là viết theo kiểu là tính đặc trưng của phần tử. Thì ở đây ta phải nhớ một số cái vấn đề quan trọng về các cái tập hợp. Này chỉ là nhắc lại thôi. Thì ta sẽ có một số cái tập đặc biệt như là tập số tự nhiên n bao gồm các phần tử 0, 1, 2, vân vân. Tập hợp số tự nhiên n sao bao gồm các phần tử khác 0. Tập hợp dắt là tập hợp số nguyên, nó bao gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên. Ví dụ như trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, vân vân. Tập hợp số dắt, nhưng mà thí dụ dắt cộng, tức là tập hợp bao gồm các số tự nhiên, có các số nguyên dương. Nguyên dương thì nó sẽ bao gồm là 1, 2, vân vân. Tập hợp số tự cái số nguyên dắt trừ, tức là số nguyên âm, bao gồm là thí dụ như là trừ 1, trừ 2, vân vân. Cũng giống vậy, các bạn sẽ có tiếp các cái tập đặc biệt như là tập hợp số hữu tỉ Q, bao gồm tất cả các cái phân số có dạng A phần B với AB là các số nguyên và B khác không. À. Tập hợp số thực R nó sẽ bao gồm tất cả các cái con số bao gồm số vô tỉ, số hữu tỉ, cái Q này là số hữu tỉ ha. Thì ngoài ra ta có thêm một cái tập là số vô tỉ. Nó được hiểu là căn. Ví dụ như căn 2, căn 3, căn 4 vân vân, hay còn gọi là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Này gọi là số vô tỉ. Tập R là hai cái tập hợp Q hợp với tập Y lại. Thì cái này gọi là tập hợp các số vô tỉ. Vô tỉ hợp với hữu tỉ thì nó ra tập này là tập số thực. Rồi bây giờ ta sẽ có các cái bài tập liên quan tới khái niệm về tập hợp. Chỉ nó đơn giản vậy thôi. Nhiệm vụ là ta sẽ liệt kê, hoặc là nhiệm vụ ta sẽ thực hiện bằng cách là nêu ra tính đặc trưng. Bài tập của mình nó chỉ đơn giản đầu tiên như thế thôi. Ví dụ, viết tập B dưới dạng liệt kê.
số 1. À, viết dưới dạng liệt kê thì bỏ chữ B ra thì sẽ khi đang có được nhiều tập. Ví dụ như tập A bao gồm là phần tử x thuộc n sao cho dạng dễ trước đi. 2x trừ 2x trừ 10 6 bé hơn hoặc bằng 0. Số 2. Tập B bao gồm các phần tử 1 phần x với x thuộc n sao và x bé hơn 4. Số 3. Tập C bao gồm x thuộc số tự nhiên sao cho x bình trừ 4 bằng 0. Số 4. Tập D x thuộc z sao cho x trừ 3 nhân với x bình trừ 3 nhân với 2x bình trừ x trừ 1 bằng 0. Rồi, ví dụ thầy có 4 câu đó. Từ 4 câu này liệt kê các tập A, B, C, D giùm thầy. Thôi, thầy sẽ giải thích luôn ha. Vậy, với câu A, đầu tiên ta sẽ đi giải cái bất phương trình này trước. Vậy cái bất phương trình này cho mình được là x bé hơn hoặc là bằng 8. Vậy ở đây là tập A này bao gồm các phần tử x là số tự nhiên nhưng nó bé hơn hoặc bằng 8. Thì nó sẽ là 0, 1, 2, vân vân cho đến 8. Xong câu số 1. Câu B, đầu tiên ta phải giải x trước. X thuộc số tự nhiên n sao x bé hơn 4. Vậy có nghĩa là cái con x này nó sẽ bao gồm những con số là lớn hơn 0, bé hơn 4. Tức là x này nó chỉ có thể là 1, 2 và 3. Nhưng lưu ý nó không hỏi x, nó yêu cầu các bạn viết cái tập là có dạng 1 phần x. Vậy cái tập B của các bạn bao gồm 1 phần 1, 1 phần 2 và 1 phần 3. Để ý đề nó yêu cầu viết cái gì? Nó bao gồm những phần tử 1 phần x. Ha. C. C bao gồm các số tự nhiên x thuộc cái tập này. Vậy ta đi giải cái phương trình này ra. X bình trừ 4 bằng 0 cho các bạn được hai nghiệm là x bằng 2 và x bằng trừ 2. Hai con nghiệm. Nhưng chỉ có con số 2 mới thuộc được cái n trừ 2 là số nguyên âm. Vậy nó chỉ có duy nhất một nghiệm nên x đó bằng 2. Vậy một tập. Một cái phần tử. Tập D bao gồm các số nguyên dắt sao cho cái này bằng 0. Vậy có nghĩa ta đi giải cái phương trình tích. Vậy ra được thằng này bằng 0 hoặc thằng này bằng 0 hoặc thằng này bằng 0. Giải ra nghiệm một con x bằng 3. Con này ra được x bằng cộng trừ căn 3. Nghiệm con này ra một nghiệm x bằng 1 hoặc một nghiệm x bằng trừ 1 phần 2. Và ta chỉ lấy những thằng nào là số nguyên thôi. Nên bởi vậy đọc cái đề cho kỹ. Vậy ta chỉ lấy những số nguyên. Nên x bằng 3 là một con. Cộng trừ căn 3 vô tỉ, không tính. Số 1 nguyên. Trừ 1 phần 2 số hữu tỉ, không tính. Vậy ta chỉ có nhiêu đây thôi.
Bạn nào theo không kịp, mở mic lên, nói thì sẽ giải thích lại. Còn kiến thức này thì nó đơn giản. Nó như Ờ, lớp... những cái tính toán là thầy để ngoài nháp đúng không thầy? Ừ, tính toán để ngoài nháp. Còn nếu như bạn nào kỹ hơn thì trình bày thể hiện luôn ở trong tập. Đó, ta sẽ xét thằng này bằng không, thằng kia bằng không để cho người ta thấy rõ mình đang làm cái gì. Còn cái này thực tế là nó ở mức độ quá cơ bản, gần như các bạn chỉ có làm những cái bài dạng trắc nghiệm thôi. Còn những cái phần màu đen đó là phần giải thích cho các bạn biết tại sao ta làm được như vậy. Còn cái này thì tùy theo giáo viên. Này thầy không ý kiến nha. Ví dụ có giáo viên nói ủa sao ra được như vậy, thì khi đó buộc phải thể hiện vô cho giáo viên thấy. Còn nếu như ta kỹ, ta sẽ ghi vô mấy cái màu đen này này, ta sẽ ghi vô là ta có giải từng cái bất phương trình theo cách hiểu đó đó, đó. Ta trình bày nó vô về gốc cuộc suy ra tập B là đó. Thử coi coi, nâng lên tí xíu về bài tập. Rồi, đâu các bạn làm thử cho thầy bài tập số 1 thử à. Bài số 1. Rồi, bài số 1 là giải thì đầu tiên người ta đã giải mẫu cho các bạn xem ha. Là ở đây nó yêu cầu là và. Vậy tức là nó phải bao gồm hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là bé hơn 20, thứ hai là chia hết cho 3. Vậy bé hơn 20 thì bao gồm là 0, 1, vân vân cho đến 20. Chia hết cho 3 thì bao gồm các con số là 0, 3, vân vân. Đó, thì khi đó gộp chung lại nó ra được kết quả là thế này. Chút xíu ta sẽ bàn về khái niệm bội nữa ha. Còn đi tìm giao, tìm hợp giữa các tập. Rồi, các bạn thử tập làm cho thầy thử BCD nhé, dễ mà không có khó, chịu khó làm đi nhé. Coi kỹ cái từng tập của mình là tập nào. Rồi, chị định thử nha. Số 2, câu B làm sao bạn? Ở thầy là liệt kê ra số nào mà nó bằng bé không bằng 2 và bé hơn 10. Rồi, vậy nó bao gồm những số nào? Là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, đáp nhận. Rồi, câu C, thầy mượn bằng số 3 luôn đi bạn. Dạ thầy. Rồi, câu này làm sao bạn? Thưa thầy, mình mở số lớn hơn trừ căn 7, bé hơn căn 15. Rồi, sao biết trừ căn 7 là số mấy? Thưa thầy à... Đó, mở máy tính lên, bấm trừ căn 7. Cái bập nhấn hết D, đó, nó ra là trừ 2, mấy đấy. Trừ 2,6. Rồi, căn 15. Đó, nó ra là 3,8. Vậy x nằm trong đây, mà x phải lấy những số nguyên
Vậy khi đó nó bao gồm gì? Trừ căn 6. Vậy trừ căn 6, số nguyên mà trừ căn 6 gì anh? Cô thầy là trừ 2, trừ 1, vân vân, 2, tới 3. Trừ 1, 0, 1, 2, 3. Bây giờ khi các bạn làm bài tập này, các bạn phải để ý kỹ. Một trắc nghiệm nó hỏi rất ác. Nếu như bạn không để ý kỹ cái tập nó yêu cầu ở phía trước là đưa vô là sai liền luôn. Rồi, cảm ơn bạn. Câu D thì gần giống như ví dụ của thầy lúc nãy rồi. Rồi, thầy mượn đài thử một bạn nào đó khác ra. Số ba mươi bảy đi bạn. 37. Hai. Câu D làm sao bạn? Mình chuyển 14 qua bên phải. Rồi, thành trừ 14. Rồi, đâu, chuyển qua thành trừ 14. Đọc, đọc đầy đủ rồi. Trừ 3x lớn hơn trừ 14. Rồi. X lớn Siga x lớn hơn 14 phần 3. Giải thích tại sao có cái này. Giải thích tại sao có cái đó. Hay là các bạn rất là ngộ ở cái chỗ vậy nè. Riêng số 37 thì tại vì bạn mới học nên bạn không biết cái tính của tôi. Khi tôi hỏi các bạn lý do thì rõ ràng là anh đã làm được một cách nào đó ra được lý do này, thì anh cứ việc thể hiện cái lý do của anh ra. Mà ngộ ghê, khi thầy hỏi lý do tại sao thì bắt đầu các bạn lại im lặng. Anh làm sao để có được này thì anh nói. Mình chuyển qua ở vế trái là nhân, mình chuyển qua chia. À, chia hai vế cho nhiêu? Chia 3. Chia 3 rồi dấu trừ nó đâu? Về khúc cuộc anh chia mấy? Alo. Alo, anh nghe không? 37. Nghe. Anh chia cho mấy? Chia trừ 3. Bây giờ mà các bạn đang làm cái gì mà các bạn còn không biết mình làm gì nữa thì ai mà cứu các bạn cho nổi? Đây, x nè. Trừ 14 nè, đem chia cho trừ 3. Trừ 3 âm hay dương? Âm. Mà chia hai vế cho số âm, cái này là bất phương trình thì nó giữ nguyên chiều hay nó đổi chiều? Đổi chiều. Kiến thức nào các bạn cũng biết hết trơn, hỏi tới các bạn cũng biết, nhưng mà tới trường hợp các bạn làm vô á thì các bạn sai tứ tung hết. Đó, 14 phần trừ 14 phần trừ 3 nên nó ra là 14 phần 3. Sai nè. Giải một bất phương trình cơ bản đó thì về bạn nào sai thì làm ơn gắng tự luyện tập lại. Chứ bây giờ các bạn lớp 10 rồi, chứ các bạn không còn phải ở mầm non nữa. Và cũng không phải mỗi cái mà thầy cứ phải mỗi nhắc. Đối với thầy đơn giản thôi, 11 các bạn làm bài sai thì ăn phạt, hết chuyện để nói. Tại vì không có cách nào để cứu các bạn được. Còn mỗi người thì phải tự khắc phục bản thân thôi. Bài tập thì các bạn thấy là một điều là sau này các bạn sẽ làm nhiều bài rất to luôn. Mà bây giờ cứ đưa vô bất phương trình cơ bản mà sai hoài thì không có cách nào để cứu. Khai triển bình phương sai hoặc cộng trừ nhân chia sai. Thì giờ chỉ có hai cách thôi. Một, bạn tự khắc phục bản thân. Hai, là chấp phạt nhiều hơn nếu như vô tình tôi nhìn thấy. Nhưng mà tôi thì tôi muốn các bạn tự khắc phục bản thân nếu như các bạn muốn học đàng hoàng với thầy. Tại vì đi vô tới đây là tôi cho ăn phạt thôi. Vậy sau khi giải được, ta ra được x nó bé hơn 14 phần 3. Vậy bé hơn 14 phần 3 đưa vô máy tính bấm, nó ở khoảng tầm 4 phẩy mấy đó. Vậy nó bé hơn 4 phẩy mấy, vậy nó sẽ bao gồm những số nào? 3 phẩy. Với đây là 3, 2, 1, 0. Quá chém. Bé hơn 4 phẩy mấy, vậy tức là lấy 4 được không? 4 được. Rồi liệt kê, mà các bạn liệt kê như vậy thì là xong phim rồi. Rồi, thì đó thì tùy, mỗi người có một cái năng lực về toán khác nhau. Bạn muốn khá thì bạn phải tự khắc phục bản thân. Rồi, 4 bài, 3 bài cơ bản để cho các bạn hiểu về tập hợp. Rồi, tiếp tục.
Ở đây có tiếp câu E, câu F, câu G. Câu E với câu F giải y chang như nãy giờ, chủ yếu là kỹ năng giải bất phương trình cơ bản. Câu F tương tự như vậy, nhưng nó chỉ có dấu bằng với dấu không bằng và phải để ý cái tập hành đằng sau. Thầy nói về câu G tí xíu nè. Câu G là một kỹ năng giải bất phương trình trị tuyệt đối cơ bản của lớp dưới. Rồi, ta dùng kiến thức này để giải. Trị tuyệt đối của A bé hơn hoặc bằng B với B lớn hơn bằng 0. Bất phương trình này sẽ tương đương với A bé hơn bằng B và A lớn hơn bằng trừ B. Nó nằm trong cái đoạn đi từ trừ B đến B. Rồi từ đây giải ra tiếp. Bất phương trình số 2 là trị tuyệt đối của A lớn hơn bằng B. Dĩ nhiên với điều kiện là B cũng phải lớn hơn bằng 0. Thì từ đây nó sẽ dẫn ra được là A nó lớn hơn bằng B hoặc, cái này đọc là hoặc ha, A bé hơn hoặc bằng là trừ B. Rồi sau đó giải tiếp về cái bất phương trình tuyển chỗ này thì ta có hai cái bất phương trình quan trọng. Ta sẽ dùng đó để giải quyết trong một số bài tập đặc biệt. Cái bài có chứa dấu giá trị tuyệt đối, gọi là đặc biệt nghe cho nó sang, chứ lớp 10 thì nó được hiểu là đồ chơi. Rồi, ta sẽ áp dụng tính chất này. Thì ở đây, các bạn có trị tuyệt đối của x trừ 1 bé hơn bằng 3. Vậy thì tương đương với nó nằm trong cái đoạn đi từ trừ 3 đến 3. Tức là nó lớn hơn bằng trừ 3, bé hơn bằng 3. Có dấu bằng đây nữa ha. Rồi muốn tìm x thì chuyển con trừ 1 qua đây, chuyển con trừ 1 qua đây. Tại vì các bạn có tới hai cái bất phương trình. Cái đó được hiểu là trừ 3 nè, bé hơn bằng x trừ 1. Và x trừ 1 thì bé hơn bằng 3. Đó, chuyển thằng này qua đây. Vậy ta được là trừ 2 bé bằng x, chuyển này qua đây, x này bé hơn bằng 4. Đó. Nhân x của các bạn chỉ lấy được có cái tập trong tập n sao. N sao là những phần tử số tự nhiên khác không. Đó, nên từ đó ta lấy ra được những kết quả tương ứng. Rồi, cho các bạn tự ghi nhận lại về kiến thức. Lại bắt đầu, ta sẽ làm việc. Rồi, thầy mượn thử rồi. Số 33 câu A. Câu E à? A. Ở, xin lỗi, câu E. Xin lỗi bạn. Dạ thầy. Đang bất phương trình này giải. X sao? Dạ thầy. Hai trừ 2x bé hơn bằng trừ 5. Trừ 15 chứ. Dấu lớn mà. Lớn hơn trừ 15 lộn. Vậy từ đây suy ra được x sao? Dạ thầy. X bé hơn 15 phần 2. Rồi 15 phần 2 là 7,5. Vậy khi đó x bao gồm những phần tử nào? Dạ thầy, không. Ủa, tập hợp lên sao không có không lộn? Ừ, có không là đi về núi đấy. Dạ thầy, 1 2 3 tới 7. Rồi, cảm ơn bạn. Tương tự như thế đối với câu F, đi giải bất phương trình này ra. Tiếp tục bạn. Đây, 35 đâu ta? 35 ơi. Dạ. Câu F giải làm sao? Dạ, dạ thầy trị bấm trị tuyệt đối của x trừ 1. Câu F. Là chuyển 20 qua với phải là trừ 20. Vậy là cái gì? Vậy là x lớn hơn hoặc bằng 10. Trời ơi, công nhận tôi cảm thấy tôi nản, thấy ghê luôn á. Anh vô nào á? Dạ, hồi 8 giờ. À,
Nãy anh thấy số 37, nãy tôi dọc số 37 cái bài nãy trên không? Dạ hai. Rồi anh tiếp đây. Giải từ từ à. Để tôi chửi chứ không gì. Trừ 2x lớn hơn bằng trừ 20. Sau đó anh chia 2 vế cho mấy? Cho trừ 2. Trừ 2 là âm hay dương? Dạ âm. Giữ nguyên chiều hay đổi chiều bất phương trình? Đổi chiều. Vậy nó thành gì? Là x bé hơn hoặc bằng 10. Còn nãy anh mới nói gì? Lớn hơn hoặc bằng. Mà tôi tức cái mình là tôi mới về chửi một cái chết. Tôi mới la một bạn khác. Quăng vô trở vô tới anh cũng dính nữa. Ủa mọi bạn làm ơn làm sao cho mình cảm thấy rằng mình nói chuyện với người khác mà người khác cảm thấy còn vui vẻ để ngồi còn hướng dẫn còn chỉ các bạn, chứ các bạn nhào vô mà các bạn y như rằng cái chuyện hồi nãy là tôi chửi ai đó, không bao giờ nói các bạn hay sao. Nản quá nản. Thì giờ tôi cũng tự thấy bản thân thôi, tôi la các bạn mà tôi la thì các bạn cũng cảm thấy bị ức chế mà tôi cũng mệt, nên giờ tôi không la. Cứ giờ tên nào nói sai cái tôi nói thôi nín rồi xong, vậy mốt tôi không kêu nữa. Thì tùy bạn thích học kiểu nào bạn học. Có thể bạn quen cái kiểu đó ở trên lớp rồi, tôi thì tôi thật sự tôi không dạy kiểu đó được. Dạy kiểu đó thì vô tình những bạn bị yếu, các bạn vô lớp các bạn học như cho có thôi, không có cố gắng gì hết thì tôi cũng không muốn. Nhưng mà cứ để la các bạn hoài thì thật sự thầy không đủ sức để la, không đủ sức để nhắc. Tại vì bạn đủ lớn rồi. Đâu phải như ở nhà ba mẹ ngồi cứ nặng hơi nói ừ học bài đi con, coi bài đi con được các kiểu. Các bạn không có chủ động thì không có ai giúp đỡ bạn được hết. Nên những cái nào mà mình thấy mình bị sai, đã sửa được cho bạn bè khác thì làm ơn coi giùm cái. Mới giờ nói cái chát anh quay vô lớn bằng 10 rồi xong, hết muốn nói gì nữa luôn. Giờ từ đây suy ra cái tập này bao gồm những số nào? 35. Dạ, dạ gồm là từ 1 cho tới 10. 1 cho đến 10. Rồi, chấp nhận. Rồi, câu G sau khi giải cái bất phương trình ở đây ra xong. Đó, các bạn ra được tập A. Vậy tập A lấy những con số nào đâu? Rồi đâu thầy mượn thử coi. Số 17. Thầy không nghe. Rút mic ra. Đâu rút ra cắm lại ra thầy không nghe. Không nghe gì hết. Không có nghe. Mở mic cắm lại hoặc là rút ra cắm lại. Số 17. Không nghe gì hết. Rồi thôi không nghe số 17 thì mượn bài khác nha. 27. Dạ thầy. Vậy thầy đang có được cái tập này trừ 2 bé hơn bằng x bé hơn bằng 4. Vậy giải ra A bao gồm những số nào? Dạ bao gồm số 1, 2, 3, 4. Rồi ở đây nó thuộc anh n sao. Vậy thì nó là 1, 2, 3, 4. Rồi cảm ơn bạn. Áp dụng tính chất tương tự như thế, bắt đầu vô câu H. Rồi câu H nè. Đó câu Y, câu G. Xíu sẽ chỉ cho các bạn các cái kỹ năng đặc biệt về dùng máy tính để bấm. Thôi chỉ luôn nè. Đây. Ví dụ như các bạn có này máy tính thì X thuộc tập hợp quy sao cho cái này với N thuộc N sao. Rồi giờ sẽ chỉ cho các bạn cách nè. Số câu thí dụ như câu G đi. Ngoài chuyện giải tự luận hồi nãy giải thích rồi, ta có thể dùng máy tính để bấm. Nếu bạn xài 570, bấm là thế này nè. Đó là ta sẽ chuyển dế thằng này qua bên đây. Đưa vô máy tính, bấm mod 7. Nếu 508 thì bấm mod 8. Trừ tuyệt đối của đề bài cho x trừ 1. Lôi thằng kia qua thành trừ 3. Đưa vô mod 7, bấm.
Do ở đây n là thuộc tập hợp số n sao nên ta sẽ bắt đầu chạy từ 1 trở lên, start tại 1, ví dụ n tại 20. Bước nhảy step là 1. Thì ta sẽ thấy con nào chuyển giới qua thì tức là các bạn được cái trị tuyệt đối trừ đi cho 3 bé hơn bằng 0. Vậy thằng nào bé hơn bằng 0 thì ta lấy. Nè, trừ 3, trừ 2, trừ 1, bé hơn bằng 0. Nhảy xuống đây bằng 0 còn lấy. Nhưng qua tới đây nó dương hết rồi. Loại bỏ. Đó, vậy thì các bạn sẽ bao gồm những con số này thôi. Đó, đó bao gồm những số này. Còn thí dụ như giờ con H đi. Nó hỏi tập này là tập dắt. Vậy tập dắt tức là nó bao gồm những số nguyên âm. Vậy thì ta sẽ bấm thế nào? Trị tuyệt đối của x cộng 2. Chuyển giới qua là trừ 1. Rồi ta sẽ cho nó chạy từ trừ 9. Star là trừ 9. N là tại số 9. Bước nhảy step là 1. Cái này ta chỉ dùng để trắc nghiệm thôi nhé. Chứ này mà đưa vô bài làm tự luận thì ông thầy cũng cho không điểm gán chịu. Đây, thí dụ ta thấy sau khi chuyển giới qua, tức là trị tuyệt đối của x cộng 2 trừ đi cho 1 phải bé hơn bằng 0. Tức là thằng nào âm bé hơn bằng 0 ta mới lấy. Đây, thằng này nó còn đang dương nè, dương nè. Đây, bằng 0 lấy được nè. Trừ 1 lấy được nè. 0 lấy được nè. Qua đây 1 dương lại rồi. Tới đây thì hết được rồi. Đó, vậy tổng cộng ta lấy ra được 3 giá trị. Đây, trừ 1 nè, 0 nè. Đây, 0 nè, thấy không? X bằng trừ 3. Trừ 1, x bằng trừ 2. 0, x bằng trừ 1. Đó, ta sẽ lấy ra được 3 con đó. Tương tự như thế, đối với câu dưới. Thì bấm để dò từ từ, coi coi kết quả. Thường nó cũng chỉ nằm vòng vòng trong khoảng từ trừ 9 đến 9 thôi. Dĩ nhiên là thường thôi ha. Nhưng mà tự luận nó không đến nỗi quá khó. Rồi, đâu làm thử rồi. Thầy mượn thử một bạn khác. Số 26 đi. 26 ơi. Câu H. Đầu tiên đi giải cái bất phương trình này trước. Ta có gì nè. Trị tuyệt đối của x cộng 2 bé bằng 1. Bạn nhóm giải được không? 26. Được không? Nói rõ lên. Dạ được. Đâu? Bé hơn hoặc bằng gì? Bé hơn hoặc bằng cái gì? Bé hơn hoặc bằng. Anh tên là gì Duy vậy? Bảo Duy. Rồi. Mấy nay sao tôi không thấy bất kể một cái bài nào của anh đọc bài hết trơn vậy? Hả? Dạ. Tôi không muốn nghe chữ dạ đó. Tôi muốn nghe câu trả lời. Hả? Dạ, tao không có nào. Anh nộp ở đâu? Dạ không có nộp. Tại sao anh không nộp bài? Hả? Dạ quên làm bài. Anh quên bao nhiêu lần? Cái bài gần nhất anh nộp cho tôi anh biết là bài nào không? Hả? Dạ không. Anh quên cái kiểu gì hả? Anh ra khỏi nhóm đi. Xin lỗi, tôi không dạy anh nữa. Các bạn chờ thầy xíu nha.
chờ thầy xíu nha. Rồi, xin lỗi các bạn. Ở đây bao nhiêu bạn cảm thấy muốn nghỉ, cứ việc out game. Tôi báo trước nha, cứ việc out game ra và không cần phải vào học. Còn nếu như các bạn học với tôi mà thái độ học của các bạn như thế thì thầy không cần. Thật sự tôi cũng cần các bạn, là tôi dạy để các bạn học, các bạn đóng học phí để duy trì được trung tâm, để trung tâm có một cái nguồn thu để trả tiền cho nhân viên, trả tiền mặt bằng, trả tiền các kiểu. Nhưng tôi đang dạy vì niềm vui nè. Và tôi đang cảm thấy rằng tôi không vui thì tôi cho nghỉ. Không còn bạn nào học cũng được nữa. Tôi còn nhiều việc khác để làm. Còn nếu như tôi làm một cái việc gì đó, tôi phải thấy rằng nó có hiệu quả. Tôi dạy các bạn phải có hiệu quả thì tôi mới làm. Còn đối với tôi, tính tôi nó kỳ vậy đó. Tôi không phải giáo viên ở trong trường, tôi không cần phải dạy các bạn bất chấp. Và các bạn cũng đừng nghĩ cái chuyện là các bạn có thể đóng tiền rồi các bạn muốn học kiểu nào học. Nhiều giáo viên dạy lắm. Cứ việc đi tìm giáo viên nào mà các bạn thấy hợp lý. Còn đối với tôi, có cách riêng của tôi. Ta không học thì ta chia tay. Đừng níu kéo với nhau, rất mệt. Báo trước nha. Còn những bạn nào mà làm việc cùng với cái kiểu đó thì tôi nói rằng không sớm thì muộn. Tôi lo lên trúng là đi liền, khỏi nói nhiều. Vậy đó. Tự nhiên cảm thấy tinh thần mình nó xuống nặng quá. Hết làm việc nói. Các bạn ngồi coi đi ha. Tôi ngồi tôi giải. Tự nhiên tôi cảm thấy là tôi cũng hết muốn dạy. Giải bất phương trình này, áp dụng kiến thức ở đây. Và thầy cũng báo trước ha. Những bạn nào không làm bài, không nộp bài cho tôi, tôi kích. Để tôi coi coi còn vài bạn. Những bạn nào không nộp bài cho tôi đúng theo yêu cầu, tự giác đưa tay lên đi. Tôi đang mở ra, tôi kích nè. Những bạn nào không nộp bài đúng theo yêu cầu của thầy, chủ động đưa tay lên đi. Trong khoảng 2 ngày gần đây, 2 buổi gần đây mà không có nộp bài, một trong 2 buổi gần đây chưa nộp bài, chủ động đưa tay lên trước khi tôi kích. Tôi cho các bạn thời gian 30 giây để tự nhớ bản thân. Là bắt đầu tôi kích một loạt nè. Ba mươi lăm, tại sao không nộp bài? Tại bài đó em chưa có hiểu thầy. Bài nào anh không hiểu? Cái bài mà phân biệt đúng sai thầy. Phân biệt đúng sai. Tôi dặn cái gì? Hả? Dạ. Tôi dặn cái gì? Thầy nhắc lại nha. Những bạn nào chưa nộp bài tập theo yêu cầu thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi, tôi kích hết. Nếu bạn không đưa tay mà không trả lời đàng hoàng là tôi kích. Anh nhớ một điều là tôi dặn cái gì về chuyện bài tập vừa rồi. Một
bạn nào biết được đúng sai thì làm theo kiểu đúng sai. Tôi không có yêu cầu quá cao là bởi vì tùy mỗi người biết năng lực của mình. Tôi yêu cầu là phải làm được về chuyện phủ định rồi nộp, rồi chuyện đúng sai bạn nào biết thì giải thích. Anh không nộp cái gì hết, hoàn thiện lý thuyết không có luôn, làm sao đây? Hả? Lý thuyết con có gọi ghi lại hạn. Đâu, anh ghi kiểu nào anh có nộp cho tôi coi không? Để cho con nộp đi hạn. Bây giờ nộp chi nữa? Tôi xử lý tiếp. Rồi bắt đầu, tôi muốn coi những bạn tự giác trước, rồi những bạn không tự giác tôi sẽ xử lý. 28, tại sao chưa nộp bài? Dạ, hay là bài hôm qua hơi bị rối nên là... Phủ định làm được không? Trả lời coi. Dạ, là bài hôm qua bị rối nên là em chưa có làm xong. Phủ định làm được không? Dạ, được. Cái chuyện đúng sai tôi đã không nói, tôi đã nói trước khi các bạn làm bài rồi. Chuyện đúng sai thì tùy mỗi người theo năng lực. Các bạn hiểu thì các bạn làm. Hôm qua có bạn là bạn số 4. Tôi ngồi tôi sửa từng chỗ luôn. Chính xác là tôi không sửa. Bạn số 4 nhờ tôi nhớ thầy ơi em làm đúng sai. Thì tùy mỗi bạn. Tôi biết được năng lực và tôi biết cái gì tôi cần phải giúp. Và tôi sửa từng chỗ, từng chỗ, từng chỗ. Tôi mở ra thật sự là tôi lúc đó tôi đang bận việc. Mỗi người thôi, tùy mỗi người, chứ không phải bạn nào tôi cũng có thể giúp hết là coi được hết tất cả. Tùy theo cái sự tôi cảm giác được các bạn có cần tôi hay không. Tôi cảm giác được điều đó. Có nhiều bạn quăng cho tôi như một bịch rác. Bạn làm nè, rồi xong. Thực tế bạn đang chép ở đâu đó hay đơn giản là bạn làm sai tứ tung, bạn không coi gì hết. Còn có bạn rất thận thiết. Tùy, tại vì tôi đo được học sinh của các bạn tôi dạy, hàng năm tôi dạy cần 200 đứa. Hơn giáo viên trong trường các bạn rất nhiều. Tôi biết tính ý của từng bạn hết. Tại vì tôi quan tâm tới điều đó hơn là điểm số các bạn có. Tôi dành gần như hơn toàn bộ thời gian, trừ thời gian gia đình, thời gian cá nhân của tôi ra là gần như tôi dành cho các bạn học sinh. Nên tôi hiểu tâm ý các bạn rất rõ. Ngoài ra tôi còn làm, hàng năm tôi còn làm về vấn đề về tâm lý cho nhiều bạn nữa. Cô gái, giải quyết các vấn đề về tâm lý riêng của các bạn nữa. Tôi hiểu tính của các bạn rất rõ. Chỉ có điều là các bạn lười thì vẫn lười, không bao giờ các bạn tiến bộ nữa. Thầy không có thời gian để xem từng bạn, nhưng mà rõ ràng những bạn nào giỏi thì người ta tự nhiên có cách để thể hiện nó giỏi, còn những bạn nào lười thì không có cách nào để các bạn giỏi hết. Bởi vậy nên những bạn tôi ghi nhận luôn ha. Đây. Những bạn 35 28, những bạn mà rơi vô rồi trong đó có bạn 17, nhưng mà 17 á, thì có đỡ đỡ lớp bài là có làm bài, chỉ có điều là sự cố gắng của bạn thì cần phải nỗ lực thêm rất nhiều nữa mới hy vọng lên được, tại vì bạn cũng biết cái xuất phát điểm của mình quá thấp. 35, 28 cũng vậy, xuất phát điểm của hai bạn không cao và hai bạn vẫn chưa có sự cố gắng thật sự. Các bạn có thể nói rằng dạ em có cố gắng rồi, em đã cố gắng làm bài, có cố gắng chép bài đồ này đó rồi. Đó là cố gắng theo cách hiểu của các bạn. So với trước đó là có cố gắng, nhưng vô đó không làm được gì, chưa làm được cái gì hết. Bạn phải thêm nữa, thêm nhiều nữa. Nhưng mà mới có chút xíu thì các bạn lại buông. Giờ bạn lấy một cái lý do à, dạ rối, dạ này nọ, dạ cái kia. Chịu phép, thầy không thể giúp và tôi sẽ không bàn tới. Những bạn nào mà không làm bài tập theo yêu cầu thì đừng gọi tôi làm thầy chi nữa, mệt lắm. Tại vì các bạn có gọi tôi làm thầy thì các bạn ở đằng sau các bạn chửi tôi hay rủa tôi hay nói xấu tôi cũng vậy thôi. Cái tôi đang cần là tôi muốn các bạn chịu khó nghe và làm theo những gì thầy nói thì mới hy vọng các bạn khá lên được. Nhưng nghe các bạn cũng không nghe, làm theo các bạn cũng không làm, vậy thì các bạn vô đây ngồi học chi cho nó mệt. Số 11, tại sao chưa nộp bài? Dạ bị rối nè. Rối cái gì? Rối chỗ đúng sai. Hoặc là phủ định làm chưa? Dạ rồi. Và tại sao không nộp? Rồi chờ chừng nào nộp? Hả? Tưởng chưa làm đúng sai.
Tôi đã nói là tôi không bao giờ muốn nghe chữ tưởng. Tôi dặn các bạn cái gì mà trên video còn có thể hiện lại nữa mà giờ các bạn còn không làm theo nữa mà các bạn ngồi tưởng tượng ở đây hả? Và đây là lần cuối cùng tôi muốn thấy điều này ha. Dạ. Bạn số 11, bạn tên gì vậy? Tôi thầy quên tên rồi. Tên Thái. Bao lâu rồi anh? À, gần đây. Nói chung là anh chỉ có bài này là anh không nộp. Có hoàn thiện lý thuyết. Chỉ có điều bài này chưa nộp. Cố gắng tự coi khắc phục. Tôi không muốn điều này xảy ra nữa ha. 29. Tại sao chưa nộp bài? Dạ tại bị rối cái phần đúng sai luôn thầy. Hôm qua em coi lại clip rồi mà cái kiểu nó bị rối quá. Chính xác, cái đó nó rất rối. Về đặc biệt là mệnh đề với mọi với tồn tại. Và các bạn phải tìm cách để giải quyết rối. Và thầy đã nói thẳng luôn rồi. Nó không dễ. Và thầy không thể giúp các bạn được nếu như các bạn không có hiểu rõ. Mệnh đề vế mọi nó đúng khi nào, nó sai khi nào. Và các bạn muốn giải quyết nó đúng, muốn giải quyết nó sai thì thầy cũng chỉ có thể chỉ các bạn vài cách. Rồi các bạn phải gán tự xem lại thôi chứ. Cái đó nó phụ thuộc vào tư duy của mỗi bạn nữa. Thầy đã nói trước ngay từ ban đầu là thầy không thể giúp hết tất cả. Bạn muốn khá các bạn phải xem lại, nó có định nghĩa. Với mọi đúng thì giải quyết bằng cách nào, còn sai giải quyết bằng cách nào, và nó phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức toán học. Thầy không thể giúp được tại vì năng lực của mỗi bạn khác nhau. Có bạn là chỉ cần không nói gì hết, người ta làm cái là đúng, là tại vì năng lực toán người ta cao. Người ta sẽ hiểu rằng chọn một phần tử như thế nào là đúng và chọn một phần tử như thế nào là sai. Và thầy có ví dụ đúng khi nào, sai khi nào luôn. Còn đó thì tùy. Tại vì có nhiều bạn đưa ra ngay trước mắt luôn mà còn không biết nó là gì nữa nên không thể giải thích. Nhưng phủ định là tôi bắt buộc các bạn phải làm được. Đó, các bạn tưởng với tượng. Chờ một chút xíu, tôi giải quyết cho xong cái chuyện này cái. Bạn tên là gì thì quên rồi, Vi phải không? Yến Nhi thầy. Lần gần đây nhất bạn gửi bài cho thầy là bữa nào? Dạ hôm thứ hai thầy. Ủa, lần gần nhất tôi nhận được bài tập của bạn gửi là ngày 11 tháng 8. Em gửi Zalo á thầy. Gửi bên Zalo hả? Dạ gửi Facebook xong rồi cái em gửi qua Zalo. Yến Nhi. Ok. Đó là gửi phần liên quan tới biến đổi vector. Rồi, chấp nhận. Chỉ có điều là chưa có gửi cái phần liên quan cái này thôi. Rồi, ok, chấp nhận. Gắn hoàn thiện lại. Tiếp tục, 21. Tại sao chưa nộp bài? Dạ, hôm qua em chưa nộp lý thuyết rồi. Rồi, cái phần về phủ định. Nộp chưa? Dạ có. 21 tên gì nhỉ? Xin lỗi bạn. Dạ Thiện. Bảo Thiện, đúng không? Dạ. Rồi, xác nhận là hôm qua có nộp bài, có phủ định. Rồi, còn chuyện mệnh đề đúng, mệnh đề sai thì đây thầy thật sự là thầy không thể nào giải thích cho các bạn được hết tất cả. Có chăng trên từng bài thầy sẽ chỉ các bạn, à, cái này thì chọn sao, chứ năng lực đó nó phụ thuộc vào kiến thức của rất 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 nhiều kiến thức ở phía trước, nói thật là như thế. Rồi, bạn Bảo Thiện thì ghi nhận là sự cố gắng của các bạn so với năm rồi, những cái tháng cuối cùng trong luyện thi là bạn có cố gắng. Và phải cố thêm nhiều nữa. Thầy hoàn toàn không muốn nói về cái chuyện bài làm, bài học. Các bạn nên nhớ một điều, nên nhớ giùm tôi một thứ. Tại sao tôi phải bắt các bạn làm bài? Thầy không phải là giáo viên của các bạn ở trên trường. Tôi không thể nào cho các bạn được. Thí dụ, thay vì để cho nhẹ nhàng, tôi chỉ bắt các bạn học 5 bài thôi. Rồi ngày mai ta vô lớp ta kiểm tra đúng 5 bài đó cho các bạn khỏe. Hết chuyện. Điểm các bạn cao, hồ sơ các bạn đẹp.
Nhưng nếu nói thật, tôi mà là giáo viên trong trường của các bạn là tôi còn căng hơn bây giờ. Tại vì giáo viên trong trường của các bạn, tôi phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với các bạn. Tôi không thể làm cái trò đó được. Cái đó đối với tôi định nghĩa là trò nha. Tại vì nó không phải biến một bạn học thành giỏi được, mà biến một bạn đang giỏi thành dở luôn. Tức là các bạn không, việc học các bạn phải nỗ lực từng ngày, các bạn phải vất vả. Tôi bắt các bạn làm bài nhiều, một dạng bắt như các bạn tập thể dục cho tai, cho mắt, cho não của các bạn, cho cái sự tư duy đó để các bạn từ từ khá lên. Thêm nữa, tôi không phải là giáo viên trong trường, tôi không thể biết được giáo viên bạn cho đề gì, mức độ khó ra làm sao. Tôi phải dạy cho các bạn tổng quát được nhiều thứ, rồi từ nhiều thứ đó nó mới nâng cái kỹ năng của bạn lên, để các bạn tạm gọi là miễn nhiễm tới những bài ở mức độ cơ bản với lại bài hơi hơi khó trong trường. Rồi các bạn mới có đủ kỹ năng để lo sau này của việc thi đại học. Nói rằng bây giờ các bạn mới có lớp 9 bước lên lớp 10 mà nói rằng thi đại học thì nó xa, quá xa. 3 năm lận. Nhưng 3 năm nó lạ lắm. Các bạn không có kỹ năng của kiến thức của lớp 10, lấy gì các bạn học được lớp 11? Lấy gì các bạn được học lớp được lớp 12 mà nghĩ tới chuyện thi đại học? Đã phải nhật kỳ thi tuyển sinh vừa rồi lớp 9 lên lớp 10 nói một cái rồi yếu yếu, ngay cuối năm thầy có thể phụ để chỉ cho các bạn làm được vài cái quan trọng rồi các bạn đi thi tuyển sinh lên được. Cái đó là thi tuyển sinh lớp 9 lên lớp 10 nó dễ à. Nói thật là đại Bến Tre của mình nó quá dễ. À, theo định nghĩa của tôi nha. Cái nhiều khi có nhiều bạn nói, có nhiều người nói phét quá, đề cho cũng khó chứ dễ đâu. Tại đó định nghĩa của mọi người, định nghĩa của tôi là rất dễ. Tại các bạn không chịu khó làm bài thôi, hoặc là các bạn làm bài nó bị ẩu, bị sai sót gì đó thôi. Nhưng bây giờ các bạn không chịu làm bài, lấy gì tôi dạy cho các bạn chỗ khác. Và các bạn, mà những bạn giỏi thì người ta làm rất kỹ, còn những bạn bị dở, bị yếu, thầy nói thẳng thì nó hơi kỳ. Nhiều khi bạn chưa giỏi mà cứ nói các bạn yếu hoài thì nghe nó hơi kỳ quá, nhưng mà thật sự thật là như vậy. Mà những bạn yếu hơn thì những bạn lại không chịu làm. Các bạn cứ đổ thừa là nó rối, nó vất vả quá. Có những thứ tôi đã nói thật rồi, nó rối thiệt. Những cái chỗ nào tôi nói vô ngay đó là thật sự nó rối. Tôi phải xin lỗi trước là tôi không thể nào đi sâu hơn để chỉ cho các bạn rõ. Đó. Nhưng phủ định phải biết, kéo theo là phải biết. Mới giờ giải thích về kéo theo, hỏi thằng nào là B, thằng nào là kia, quay ra hỏi bạn khác, trả lời thì sai. Mới giờ nói về cái kiến thức về phủ định, chút xíu lại có bạn bị sai. Thì rõ ràng các bạn học đâu tập trung. Thêm cái nữa là video thầy đã, các bạn coi là có bao nhiêu giáo viên các bạn đang dạy dám gọi là công khai về việc dạy. Bao nhiêu giáo viên đang dạy dám quay video cho các bạn coi. Nhưng các bạn coi video là coi kiểu gì? Mỗi người có một tầm năng lực và thầy cũng yêu cầu mỗi bạn ở mức độ. Chứ thầy không yêu cầu các bạn đang học quá tệ mà yêu cầu phải làm được trọn vẹn. Nhưng các bạn cũng phải hoàn chỉnh một cái mức độ nào đó. Ví dụ như vector, hôm bữa tôi học, quăng vô, cứ làm bài thiếu dấu vector. Ủa, các bạn làm một cái sản phẩm, các bạn phải coi lại cái trước khi các bạn đưa cho tôi. Vì rõ ràng tôi chỉ nghĩ một điều thế này thôi. Các bạn làm bài, các bạn nộp qua cho thầy, mà các bạn không coi lại, vậy thì các bạn đâu tôn trọng tôi. Tại nếu các bạn tôn trọng tôi, các bạn phải coi lại rồi. Vậy thì rõ ràng là các bạn đang làm như một tờ giấy, như là một cái tờ giấy nháp. Chọi qua ông thầy muốn làm gì đó ông làm, ông đâu thèm coi tới đâu. Nói thật, tôi không có đủ thời gian để coi. Nhưng tôi sẽ lưu tâm vài người đặc biệt. Những bạn nào đang ở tầm gần lên giỏi, tôi sẽ lưu tâm đặc biệt hơn để ép bạn lên được giỏi. Những bạn vượt được giỏi rồi thì những bài này nó quá dễ với bạn, nên thầy chỉ xem là bạn có nộp bài hay không thôi. Những bạn yếu tôi sẽ xem nhiều hơn, để tôi muốn bạn thoát ra chuyện yếu. Nên sẽ có những bạn mà tôi sẽ lưu tâm nhiều hơn, nhưng có những bạn thì tôi chỉ có thể lướt qua thôi. Thì cái này bạn thông cảm, thầy thật sự không có đủ thời gian để làm chuyện đó, để xem giải quyết cho từng bạn được. Nhưng cái tôi cần là các bạn không quăng cái tờ giấy nháp cho tôi. Tại sao lâu lâu có quăng những cái bài mẫu cho các bạn xem? Tại có những bạn người ta làm rất tốt. Wow. Rồi, còn một bạn nữa, 25, tại sao hôm qua chưa nộp bài? Dạ thầy, con có làm phủ định
Alo. Dạ thầy. Thầy nghe. Dạ, cái con có làm phủ định rồi, nhưng mà đúng sai thì con không chắc, cho nên là con xin lỗi lần này. Không chắc thì cứ nộp, cái chuyện không chắc qua chứ giờ còn chờ gì nữa. Là 25 với 24 là chung luôn đúng không? 24 có đọc bài không? Và tôi cũng không thấy. Dạ. Có một mình con thầy. À 24 qua có đọc hả? Tại qua thầy không có thời gian để check hết tin nhắn. Tôi muốn các bạn lớn hơn, hiểu hơn vấn đề đi. Còn riêng bạn 26 hồi nãy tại sao thầy xử lý nặng tay? Thật sự ít khi nào tôi xử lý theo kiểu đó lắm. Nhưng mà riêng bạn 26 là đã quá nhiều lần mà tôi nói bạn đó không nghe. Thật sự là bạn không nghe. Bạn cứ trong quá trình dạy luyện thi lớp 9 lên lớp 10, bạn cứ cũng dạ nhưng không khi nào bạn ấy làm bài. Lên lớp 10 cũng vậy. Thầy nói lại, thầy chỉ cần các bạn, ở đây tôi không cần bạn được định nghĩa là nghe lời tôi hay là tôn sùng tôi hay là những gì tôi dạy là chân lý gì các bạn làm theo hết, tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần các bạn một thứ thôi, bạn có nhận thức về việc học đó tốt thì sau này các bạn được nhờ. Tại vì các bạn hiểu một điều, sẽ tới một thời điểm bắt buộc các bạn phải tự thể hiện năng lực của bản thân ra. Mà năng lực bản thân của các bạn không đủ thể hiện thì bạn không thể làm được việc lớn. Mà tôi chỉ muốn sửa điều đó thôi. Các bạn đừng làm cho tôi bị mất luôn cái cảm giác la các bạn, hoặc là cảm giác nhắc các bạn. Tại vì tôi sẽ nhắc tới một thời điểm mà tôi cảm thấy rằng nó không ý nghĩa. Mà khi nó không ý nghĩa thì tôi sẽ không bao giờ nhắc nữa. Giống như tôi cũng thường hay nói, đó là tôi làm cái việc mà tôi thấy rằng nó không còn ý nghĩa nữa. Cho dù tôi làm, tôi đang đổ công sức bao nhiêu, tôi làm tôi không thu lợi, tôi lỗ đi chăng nữa, nhưng tôi đang thích là tôi làm. Nhưng tới một thời điểm mà tôi không thích, tôi với các bạn không có bất kể một sự ràng buộc nào hết. Tôi thích thì tôi dạy các bạn, còn tôi không thích là tôi không dạy. Nhớ điều đó. Ba mẹ các bạn thì sẽ có những cái mối quan hệ ràng buộc bắt buộc phải nuôi các bạn. Tôi không có lý do gì nuôi các bạn hết. Và tôi không có lý do gì để tôi phải tiếp tục dạy nếu như tôi không thích. Không có ai ép tôi được đâu. Giáo viên trong trường có thể bị ép bởi vì hiệu trưởng, bởi vì các mối quan hệ khác. Còn đối với tôi không thích rồi là đừng có kêu. Không cách nào để nhờ tôi được. Còn một khi tôi thích thì cho dù bạn yếu tới dưới cỡ nào đi chăng nữa, tôi dành hết thời gian để tôi kéo bạn lên được. Nhưng vấn đề là bạn phải có năng lực, bạn phải có sự cố gắng. Còn bạn bỏ luôn thì không ai giúp bạn được hết. Nhớ giùm tôi điều đó ha. Tại vì hàng năm tôi thường hàng năm là tôi sẽ hay dành thời gian để la các bạn, nhất là lớp 9, lớp 12 và lớp 11. Lớp 10 thì thường tôi ít la, tại vì các bạn vừa mới trải qua một cái kỳ thi rất vất vả ở lớp 9 hay lớp 10 rồi. Nhưng có điều là không ép các bạn lớp 10 dùng cái khuôn. Thì khi đó đầu năm lớp 10 các bạn sẽ rất dễ bị bung. Các bạn thấy kiến thức lớp 10 vừa vô là quắc luôn. Mà các bạn vô, các bạn chỉ cần hai bài kiểm tra đầu tiên mà ăn con 1, con 2 cái nữa thì cả năm các bạn kéo bằng cách nào? Thầy cô cấp 3 không giống như cấp 2 đâu nha. Điểm một khi đã vô sổ rồi là rồi đó. Thầy cô cấp 2 điểm vô sổ rồi khi la các bạn ăn mấy ốc dịch gì chứ cuối cùng cũng kéo lên 9 phẩy mấy 10 phẩy hết à. Còn cái đó là cái cách của cấp 2, còn cấp 3 là khác. Một khi mà bạn, mà đặc biệt kiến thức của cấp 3 nó rất nhiều và nó rất dài, rất khó nữa. Một khi các bạn mất cái phần nền lúc đầu rồi thì lấy gì lúc sau các bạn kéo cho nổi. Nên tôi mới la rất là nhiều. Mà ngộ ghê, tôi càng la tôi càng thấy khổ tâm, mà tôi lại càng thấy không khá. Quá chán nản. Tôi không muốn rơi vô những trường hợp giống như bạn lúc nãy. Rồi, tiếp câu chuyện của mình. Rồi, quay lại. Vậy, câu H. Muốn giải bất phương trình này, các bạn có trị tuyệt đối x cộng 2 bé hơn bằng 1. Vậy từ đây ta sẽ tương đương với x cộng 2 bé hơn bằng 1 và lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Vậy từ đó chuyển giới qua, giải ra được x
bé hơn hoặc bằng trừ 1, lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Rồi, mà x nằm trong số nguyên nên ta sẽ lấy được những con số là trừ 3, trừ 2, trừ 1. Đó, dần dần, đó, ta lấy ra được 3 con số đó. Hết chị. Tương tự như thế đối với câu Y. 2x trừ 1 lấy trừ tuyệt đối bé hơn 9 nên nó sẽ bé hơn 9 và nó lớn hơn trừ 9. Muốn tìm 2x chuyển giấy thằng này qua đây. Vậy trừ 1 chuyển qua thành cộng 1. Vậy nó ra là trừ 8 bé hơn 2x bé hơn 10. Sau đó chia 2 vế cho 2. Vậy ta được 5 trừ 4. Đề yêu cầu là số nguyên nên ta lấy được những con số. Trừ 4 không lấy được nên nó chỉ còn lại là trừ 3, trừ 2, dần dần cho đến 4. Rồi, câu gì? Thì cái câu này là một câu mà theo kiểu gọi là tập cho các bạn về trình bày. Còn nếu như mà đúng chuẩn của tự luận á, của cái kiểu mà của lớp lớn á, thì tại vì do các bạn chưa được học nên thôi tạm chấp nhận phải liệt kê từ từ. Còn nếu như mà học của lớp lớn rồi á, thì người ta dùng một kiến thức như sau: 1 trên 2 mũ anh mà lớn hơn hoặc bằng 1 trên 32. Thì hai thằng này được gọi là hai phân số so sánh nó có cùng tử. Phân số cùng tử mà thằng này lớn hơn thằng bên đây thì đồng nghĩa với cái mẫu số 1, mẫu số 2. Mẫu 1 nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng mẫu 2. Bé hơn hoặc bằng thì khi đó một phần nó thì nó mới lớn hơn hoặc bằng được. Thì cái này là quy tắc cơ bản cũng của lớp dưới thôi. Ta có thế này: A bé hơn bằng B với điều kiện cả hai thằng cùng lớn hơn hẳn không. Thì người ta sẽ lấy nghịch đảo của nó, một phần A, một phần B, thì nó sẽ đổi chiều bất phương trình này lại. Thì cái này cũng là một những kiến thức của phân số ở lớp dưới. Vậy ngược lại, nếu lớn hơn thì nó sẽ kéo theo được cái này. Vậy thì sẽ được 2 mũ n bé hơn 32. Mà 32 thì nó là 2 mũ 5. Vậy từ đây suy ra n bé hơn hoặc bằng 5. Nhưng mà ở lớp 10 thì người ta chưa khảo sát quá nhiều như thế. Tại vì các bạn phải xài quá nhiều kiến thức. Nên giờ người ta giải theo kiểu ăn gian. Đó là n thuộc n sao. Ta sẽ thế từ từ. Tới khi nào con nào nó hết thỏ thì ta loại. Thí dụ bằng 0, thế vô nó thỏ nè. 1, thế vô nó thỏ nè. 2, thế vô thỏ. 3 cũng thỏ, 4 cũng thỏ. 5 còn thỏ. Nhưng 6 là hết thỏ rồi. 7 là hết luôn. Đó, vậy thì khi đó nó sẽ lấy được những con này. Nhưng nó yêu cầu là x. Những con số x thuộc quy. Nhưng nó lấy cái gì? Nó lấy cái này nè. Nên khi đó kết luận là kết luận những con này vô đó. Chứ không phải kết luận những cái khác. Thôi thì cái này là nhiệm vụ thế từ từ để kiểm tra sao cho nó thỏa. Còn nếu như ta dùng máy tính thì ta cũng có thể dùng được. Trong máy tính của các bạn không có chữ N, máy tính của các bạn chỉ có chữ X thôi. Vậy mở vô ta sẽ nhập cái biểu thức đó, chuyển hết một cái qua vế trái. Vậy thì sẽ được là 1 phần 2 mũ x. Rồi tiếp tục. Trừ 1 phần 32. Đó. Và ở đây x thuộc n sao. Ủa xin lỗi, thuộc n nên nó sẽ chạy từ 0 trở lên. Vậy ta sẽ star tại số 0. N, thí dụ như tại 19. Hoặc là n tại 10 cũng được. Bước nhảy step là mỗi lần nó tăng lên một đơn vị, tăng một đơn vị. Ở đây có một bạn là bạn số 23, nó cũng hay trốn học. Hôm nay tôi sẽ làm việc 23 luôn. Mất rồi. Ủa thầy ơi, vậy mình nhìn cái kết quả ra cái bên nào hả thầy? Tại em cũng hơi
khó hiểu với cái cách thầy bấm đó. Rồi rồi. Rồi, khi các bạn lôi qua thì các bạn sẽ thấy được như là nè, số 33 mới giờ hỏi nè. Giờ suy ra được ta đang có 1 phần 2 mũ anh trừ 1 phần 32. Biểu thức này nó phải làm sao? Lớn hơn hoặc bằng? Không. Nghe kịp không? Vậy, cái biểu thức của các bạn hồi nãy các bạn đặt là cái này là fx nè. Vậy thì khi đó thằng nào ra kết quả lớn hơn bằng 0 thì ta mới lấy. Ngay đây kết quả này 0,96 lớn hơn bằng 0 lấy nè. Tương tự 0,40 mấy lớn hơn nè. Tiếp tục lớn hơn nè. Vẫn còn lớn hơn 0 nè. Đây 0,03 vẫn lớn hơn. Bằng 0 vẫn lớn hơn hoặc bằng 0. Nhảy xuống đây nó ra âm mà. Loại. Đó xuống đây nó ra âm. Kịp không? Vậy ta sẽ lấy x là bao gồm những con số là 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó ta lấy ra được 5 con số này nhưng nó đang là chữ n, đang tương ứng với chữ n. Vậy n của mình bao gồm là 0, 1, 2 vân vân cho đến 5. Rồi, thế x bằng 0 vô, xin lỗi, thế n bằng 0 vô, ta suy ra được x. Được rồi, em cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng chỉ cho các bạn các kỹ năng của máy tính mà không phải giáo viên nào trên lớp cũng chỉ được cho các bạn điều này. Và ngay cả tôi, chính bản thân thầy dạy offline cũng không thể chỉ rõ cho các bạn bằng online được. Tại vì offline có chăng thầy nói cầm một cái máy tính lên, mà tôi thì không có máy tính. Tôi kêu các bạn tự bấm và tôi sẽ chỉ cho các bạn dựa trên máy tính của mỗi bạn bấm được. Nên khi đó có bạn thì bấm được nhưng có bạn không bấm mà hỏi biết không thì đứa nào cũng gật dạ, chịu phép. Còn ở trên đây sẽ được thể hiện, được quay video lại và chỉ hết toàn bộ tất cả các kỹ năng mà tôi có được, tôi sẽ chỉ cho các bạn. Nhưng tôi cũng có cái tật rất lớn, đó là tôi chỉ đến khi nào bạn nào cảm thấy cần. Còn một khi mà tôi thấy bạn không cần, tôi tự đo được. Và tôi thấy bạn không quan tâm tới thì tôi cho bạn đi ra, vậy thôi. Cũng vô tình tôi phát hiện ra được kỹ năng đó. Và cũng vô tình tôi mới phát hiện ra bạn cần hay không. Tôi cứ thấy không cần là xong rồi đó, hết chuyện. Rồi, tiếp theo, câu ca. Đâu, các bạn thử giải thích câu ca thử giùm thầy coi. Người ta yêu cầu là tập hợp ca bao gồm những phần tử là x. Rồi, các bạn nãy hạ tay xuống đi ha. Với x được viết như thế này. Nhưng điều kiện là x phải lớn hơn hoặc bằng 1/8. Vậy có nghĩa là khi các bạn giải thì ta có hai con đường để giải. Một là 1/2 n lớn hơn hoặc bằng 1/8, tại vì con này là x. Sau đó ta đi giải ra được n. Sau khi giải được n rồi ta mới suy ngược lại x. Với x nó được tính bằng 1/2 n và cuối cùng là ta kết luận những con x. Đây là kỹ năng cơ bản để các bạn biết cách xác định tập nghiệm cho những cái bài phương trình và bất phương trình sau này của các bạn. Rồi, các bạn làm bài.
Rồi, những bạn nào cảm thấy giải được câu này rồi, đưa tay lên giùm thầy để thầy giải thích. Thầy rất dễ và tôi cũng rất thoải mái trong chuyện kích các bạn ra nếu như tôi thấy không hợp lý. Tại vì thầy muốn dạy là thầy dạy, còn một khi thầy không muốn là khỏi kêu. Rồi, bắt đầu. Rồi, tốt. À, 12 bạn có ổn. Đâu, thầy mượn thử một bạn này. Số 20 làm sao bạn? À, thưa thầy, làm có x bằng 1/2 n với x lớn hơn bằng 1/8 thì khi đó mình giải được n sẽ bé hơn hoặc bằng 4. Rồi, ở đây các bạn có thằng 8. Tự quy đồng hay tự làm gì đó, nhân dân các bạn giải ra được 2n bé hơn bằng 8. Sau đó n bé hơn hoặc bằng 4. Vậy suy ra n bao gồm những số nào? Thì là n hoặc n sao nên là gồm những số 1, 2, 3, 4. Rồi, cuối cùng suy ra về tập A bao gồm những số nào? Giờ thầy bao gồm những số là 1, 1/2, 1/3 và... Khoan, khoan, đầu tiên là nhiêu chứ? Ủa? 1/2. Ủa đâu? 1/2 nha. 1/2, 1/4. 1/6. 1/6. 1/8. À, các bạn. Đó, cơ bản ha. Còn cách thứ hai là cách mà thế từ từ, thế n bằng 1 vô thỏ, n bằng 2 thỏ, n bằng 3 thỏ, bằng 4 thỏ, bằng 5, bằng 6 hết thỏ rồi. Thì khi đó tập chấp nhận, nhưng cách đó thì nó không được đẹp lắm. Cách đó thì nếu như mà giám khảo người ta khó tính, người ta hỏi lỡ ở đây thầy cho không phải là 1/8 mà cho thí dụ như ngay đó là 1/1000 đi. Không lẽ giờ đi thế cho tới con này thì con nước cắn lưỡi chết, thì nên bất phương trình là một trong những kỹ năng giải quyết được vấn đề. Những ví dụ mà tôi cho, ngoài chuyện tôi muốn các bạn hoàn thiện lý thuyết, các bạn phải hoàn thiện các ví dụ nữa ha. Rồi, tiếp theo câu L. Ở đây nó yêu cầu các bạn là viết một cái con x dưới dạng x bằng 4k với k thuộc sách. Đây. Nhưng điều kiện x nó sẽ bao gồm là các cái con số nằm trong cái đoạn đi từ trừ 4 cho đến 12. Vậy thì khi đó con x sẽ bao gồm những phần tử nào? Thì bây giờ có hai con đường để các bạn làm. Con đường số 1 là ta thế từng giá trị của k, k bằng 0, bằng 1, bằng 2 vô. Thì đây là cách số 1. Nhưng cách này như đã nói, ở đây thay vì nó cho x nằm đây, nó cho x này nó lớn hơn 4.000 và nó bé hơn 3 tỷ. Thì các bạn đi làm cho tới Tết ngày mốt. Cách này là cách số 1 giải quyết được vấn đề với những con số các bạn nó nhỏ. Cách 2, các bạn giải theo kiểu bất phương trình cho nó hợp lý hơn. Vậy có nghĩa là x này đổi thành nhiêu vô? 4k vô. Lớn hơn hoặc bằng trừ 4 và bé hơn 12. Ta muốn tìm ra k thì chia hai vế cho 4. Vậy thằng này ra trừ 1. Chia cho 4 ra được 3, này không có dấu bằng. Đó. Mà k là bao gồm những số nguyên, nên suy ra k sẽ bao gồm những con số nào đó. À, chính xác ngay đây ghi chữ thuộc thì nó hợp lý hơn. K thuộc vào cái tập chứa những con số nào đó. Và sau khi có k xong, ta sẽ suy ra x bằng 4k. Ta sẽ tìm ra được kết quả. Tương tự như thế, áp vô làm câu M cũng vậy. Rồi, cho các bạn 2 phút làm câu L với M giùm thầy.
Những cái này là hoàn toàn ở trên lớp thầy cô thích là thầy cô cho thôi. Còn nếu dạy lý thuyết thì đơn giản đã xong đó. Lý thuyết nãy hết rồi đó. Bài tập hợp là hết chuyện. Liệt kê hoặc là nêu tính đặc trưng hết chuyện rồi đó. Nhưng bài tập của nó là còn cả một rừng ở phía sau. Ok, 35. Rồi, bắt đầu. Bao nhiêu bạn cảm thấy mình đủ tự tin làm được câu L? L thì nãy thầy giải thích rồi, thì giờ chỉ có làm lại thôi. Còn giờ cũng giống vậy, câu M. Rồi, nhưng giờ làm câu L trước ha. Câu L có gì đâu làm. Thế số vô rồi, cái này thầy viết hết rồi, chỉ có đưa chữ K vô dưới này nữa thôi, hết rồi. Coi coi như coi là xong ha. Rồi câu M nè. Bao nhiêu bạn thấy mình đủ tự tin để làm được câu M? Rồi, bắt đầu, thử rồi. Ồ, cũng còn đông, vui như vậy hả? Hay là nãy giờ chưa hạ tay xuống? Tôi nghi dữ quá vậy. Đâu thử coi, 34. Thấy bạn 34 có đưa tay nè. Dạ thầy. Thế... Câu M. Thấy dạ, 2L bình trừ 1 bé hơn 9. À, thấy sao? Thấy ít vô cái phần mà ít nhỏ hơn 9 này. Thế cái biểu thức này vô đây, dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, giờ ta sẽ đi xét cái bất phân trình 2N bình trừ 1 bé hơn 9. Vậy tương đương với gì?
n bình trừ 1 trừ 9 bé hơn 0. N bình trừ đi 10 bé hơn 0. Rồi sau đó? Rồi n bình bằng 5, nhỏ bé hơn 5. N bình bé hơn 5. Rồi sau đó? N bình n bé hơn cộng trừ căn 5. À, nghe đó không đúng đâu nha. N bình bé hơn 5 nên suy ra được một điều là trị tuyệt đối của n bé hơn căn 5. Và từ đó trừ căn 5 bé hơn n bé hơn căn 5. Thầy muốn các bạn phải biết được cái này này nha. Chứ hồi nãy không phải bé hơn cộng trừ căn 5 đâu. Rồi đó, nó ra vậy đó. Rồi từ đó n là các con số tự nhiên nên nó sẽ bằng gồm là 0, 1, 2. Hoặc ta có thể chơi ăn gian, mở máy tính lên, bấm cái bất phương trình ngay chỗ này. Ông thầy ông không cho thì kệ chứ biết sao giờ. Đó, thí dụ ngay chỗ này chuyển giới qua thì các bạn được 2n bình bé trừ 10 bé hơn 0. Vậy ta sẽ bấm bất phương trình ngay chỗ số 2. Nhập hệ số vô 2, 0, trừ 10. Đó, trừ căn 5 bé hơn ít, bé hơn căn 5 nhưng ít nó đang là chữ n. Vậy ta ra được n, rồi từ n đó quăng vô, giải quyết ra được ít. Vậy n của mình tiếp luôn bạn, 3, 4. Vậy từ đây suy ra n nó bao gồm những số nào? Đây là trừ 4, trừ 3. N thuộc cái gì? N thuộc số tự nhiên. Vậy số tự nhiên có số trừ 4 à? Dạ. Vậy nó là nhiêu? 0, 1, 1, 2, 3, 5. Đó hết rồi. À, hồi nãy đâu ra được trừ 4, 4 này. Cái này là căn nha, không dạ. Phải nó là số 5. Vậy chị từ đây kết luận tập A sẽ bao gồm những số nào? Không, một, hai. Sai mất. Tập A nó yêu cầu viết chữ N hay viết chữ gì? Chữ chữ ít. Yêu cầu viết chữ ít mà. Nó đâu phải yêu cầu viết chữ N. Viết ít được tính bằng cái gì? Thế vô cái đó. Đó. Thế vô biểu thức này nè. Đó, từ biểu thức nè. N là 0, 1, 2. Thế vô đây. Vậy là ít bằng là trừ 1 nè. Rồi nhiêu nữa? Đó, từ thế vô ha. Đó. 2, thế vô. Ra tập 3. À, thì cái này các bạn gắng tự hoàn thiện thôi, thầy không thể nào giúp các bạn giải quyết xa hơn được đó. Thì kiến thức đó, kiến thức là chuyện rồi làm, các bạn không có được hời hợt đó là phải coi. Thầy đang cố gắng tự lý thuyết chỉ cho các bạn các cái kiểu bài tập để các bạn hình dung ra được phương pháp. Rồi tiếp theo, rồi anh câu thầy cái bài hồi nãy thấy 2 vô ra 7 rồi chứ không phải ra 3. À xin lỗi, thấy 2 vô ra 7. Cảm ơn bạn. Vậy tập A hồi nãy bao gồm là trừ 1, 1 với 7. Xin lỗi các bạn nha. Rồi tiếp theo câu n. Biểu thức này là số nguyên tố bé hơn 11. Số nguyên tố bao gồm những con số bao gồm chỉ có ước là 1 và 9 đó. Thì gán từ tập thôi. Thì số nguyên tố nó sẽ là 2, 3, 5, 7, rồi 11, 13, vân vân. Thì cái này gán từ coi liệt kê ra. Mà ở đây nó chỉ lấy được tới 11, nhỏ hơn 11, nên hai thằng sau là không tính. Nên nó chỉ có bao gồm những số này. Rồi. Bội chung của 4 và 6. Thì muốn bội chung của 4 và 6 thì số đó vừa chia hết cho 4, vừa chia hết cho 6. Thì cái này là kỹ năng của lớp dưới. Đây, bội chung của 4 và 6 thì nó sẽ bao gồm là bội của lấy cái 4 với 6 coi coi đi tìm bội chung nhỏ nhất của bội chung của lớp dưới. Ta sẽ phân tích ra thành thừa số nguyên tố. Đây, 4 tách ra thành 2 mũ 2, 6 tách ra thành 2 nhân 3. Vậy bội chung sẽ bao gồm các thừa số nguyên tố chung và riêng với số mũ là lớn nhất. Vậy nó ra là 2 mũ 2 nhân 3 bằng 12.
Cái này là kỹ năng của lớp dưới. Trong máy tính của các bạn hình như là những cái dòng nào thầy không nhớ chính xác, có cách để bấm được bội chung. Các bạn lên mạng search đi nha. Thầy quá lười rồi. Kỹ năng đó, gì thì bao gồm bội chung. Vậy bội chung của 4, 6 là bằng bội của 12, bao gồm 0, 12, 24, vân vân. À. Bắt đầu qua bài tập số 2 là liệt kê, nhưng mà kiểu của nó là đi giải phương trình. Cẩn thận bài này. X thuộc sách, ta chỉ lấy những thằng nào là số nguyên thôi. Đó, hồi nãy thầy có ví dụ thử rồi ha. Nghiệm ở đây 3 phần 2 không phải nguyên, gạt bỏ. Vậy từ đó nó chỉ còn lại những con nào. Tương tự bài số 3, cho thằng này bằng 0, thằng này bằng 0, giải ra được nghiệm. Nghiệm, nhưng ta chỉ lấy thằng nào là số nguyên. Đọc cho kỹ cái đề. Rồi, đây là các cái ví dụ. Thì bạn nào làm bài cố gắng hoàn thiện các ví dụ này lại. Tiếp tục bài số 4, thì những bài này là những kỹ năng giải phương trình cơ bản của lớp dưới. Ba thằng này giống nhau, trừ x đặt ra ngoài, 2x bình trừ 7x trừ 5 bằng 0, dẫn đến được mỗi thằng bằng 0. Hoặc được quyền mở máy tính lên nếu như bạn xài 570 hoặc xài 508. Ví dụ như 508, mở máy tính 508 lên, giải bất phương trình. Thôi giải phương trình luôn. Thì ngay chỗ giải phương trình nhấn vô thôi. Mod 9. Đó, số 2. 2. Đó, thí dụ nhập vô hệ số, nhập cho đúng hệ số thôi. 2 trừ 7 trừ 5 0. Rồi, nhấn dấu bằng. Ồ, xin lỗi, thầy đang nhấn nhầm bậc 2 rồi. Mod 9, 2, 3 mới ra là bậc 3. 2 trừ 7 trừ 5 0. Đó, nó ra được một nghiệm, hai nghiệm, có nghiệm là 0. Đó, vậy thì suy ra nó chỉ có một con thuộc sách thôi. Tương tự như thế, đối với bên đây là giải phương trình trùng phương, thì nếu như đi giải bình thường ra coi cái phương trình trùng phương này giải bằng cách nào. Còn cách thứ hai là trong máy tính có mod 9, đó, 2, 4, nhập hệ số vô, 1, 0, trừ 8, 0, trừ 9, đó. Nó ra một nghiệm là 3, nghiệm trừ 3, nghiệm y là bỏ. Mà ta chỉ lấy số gì phải để ý cho kỹ, đề nó hỏi. Đó, số tự nhiên. Thì phải, cái bài này nó không có khó, nó chỉ có yêu cầu là giải các kỹ năng giải phương trình, bất phương trình cơ bản. Rồi từ đó đi tìm lại chính xác để nó yêu cầu cái gì thì lấy cho đúng. Các bạn đừng có hời hợt theo kiểu ừ em cũng biết giải phương trình, em cũng biết giải bất phương trình, cuối cùng em kết luận nghiệm sai. Lớp 10 nó không có định nghĩa cho các bạn một chuyện là bạn chỉ có nhầm một chút, thiếu một chút. Nó chỉ có hai thứ thôi, đúng, sai. Bởi vì học mệnh đề rồi, mệnh đề nó chỉ có tính chất đúng hoặc là không đúng. Nếu bạn làm không đúng thì được hiểu là sai hết chuyện. Sai cái chút xíu cũng gọi là sai, và sai thì không có điểm. Trắc nghiệm nó còn hơn cả tự luận nữa. Trắc nghiệm nó không có chia từng đoạn, chỉ có biết là bạn có bốn đáp án đó, bạn chốt trúng đáp án bạn có điểm, bạn chốt không trúng là bạn không có điểm. Và đừng trông chờ vào thần may mắn. Thôi em không cần phải học gì hết, em chỉ cần tới lúc đó em đốt nhang em sầm hết thì hên trúng. Thì đó là tùy. Nếu như bạn muốn cuộc đời sau này ta cứ đi sớm thôi, làm gì đó cũng vậy, làm đại và hy vọng chờ đợi kết quả là nó sẽ được kết quả đúng. Bạn làm đúng cách, làm đúng thời gian, làm đúng hết, chưa chắc cái nghiệm cuối cùng bạn ra nó đúng. Thì huống hồ bạn làm sai cách và bạn trông chờ vào sự may mắn thì không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nhưng bạn đang tập luyện mà may mắn càng nhiều thì thầy lại lo cho bạn. Là bởi vì may mắn nó quá nhiều đó. Cái gì cũng vậy thôi, các bạn xài may mắn nhiều quá thì sẽ tới lúc nó cạn kiệt và nó bớt, nó ít đi. Ít đi thì tới lúc các bạn đi thi chính thức thì may mắn không còn nữa thì lại nguy hiểm nữa ha. Rồi thì cái tờ này hôm bữa trước có gửi cho nhóm của các bạn. Thì cái này bạn nào chịu khó thì tự luyện tập.
giờ thầy không yêu cầu nữa. Tôi cảm thấy tôi yêu cầu các bạn làm bài tôi nản. Hôm nào tôi thích thì tôi yêu cầu, mà tôi không thích tôi không yêu cầu. Còn bạn nào muốn tự học. Ngoài ra các bạn còn một cái nữa là tính đặc trưng. Tức là hồi nãy ta từ đặc trưng liệt kê về cơ bản. Tức là liệt kê, từ đặc trưng liệt kê. Nó còn một dạng nữa rất ác. Đó là nó có cái này yêu cầu lật ngược lại về tính đặc trưng. Rồi, thầy giải thích chút xíu về kiến thức này một cái rồi bắt đầu rồi, ta nghỉ. Rồi, tức là cho đặc trưng quay lại thành liệt kê. Còn bây giờ là nó sẽ có dạng là viết ngược lại dạng số 2. Đó là viết tính đặc trưng của nó. Đây, thầy có ví dụ để các bạn hiểu nè. Cho tập A bao gồm là các cái phần tử có dạng là 1 phần x. Ví dụ x thuộc số tự nhiên n sao. Rồi x bé hơn bằng 4. Vậy từ đây suy ngược ra được tập A. Vậy x bé hơn bằng 4 nên nó sẽ là 1, 2, 3, 4. Vậy thế vô nó sẽ là 1 phần 1, 1 phần 2, 1 phần 3 và 1 phần 4. Kịp không? Đây là tính đặc trưng suy ngược ra cái này. Nhân thí dụ bây giờ từ cái tập A người ta yêu cầu viết ngược lại ở trên, tức là viết lại tính đặc trưng. Thì thật sự cái này không phải dễ. Tùy theo năng lực của mỗi người thôi. Thì thí dụ như cái này nó dễ là nhìn vô thì thấy nè. Vậy thì suy ngược ra tập A sẽ bao gồm những phần tử x được viết dưới dạng là 1 phần n với n lớn hơn bằng 1, bé hơn bằng 4 và n thuộc số tự nhiên. Đó, thí dụ ta viết lại tính đặc trưng. Nhưng thầy nói chỉ cần cái bài mà người ta add đi tí xíu thôi, người ta thay vì người ta viết là 1 phần x, người ta viết là 1 phần x bình trừ 3 rồi thế x bằng 1, 2, 3, 4 vô, thì khi đó nó sẽ ra kết quả là thế này. Ví dụ thôi ha, x bằng 1 thế vô nó ra thành 1 trên trừ 2, x bằng 2 thế vô ra thành 1 phần 1, x bằng 3 thế vô thì nó lại ra là 1 phần 6, x bằng 4 thế vô thì nó ra là 1 phần 13. Rồi, xin lỗi. Ông thầy, ông nhìn ông cũng chỉ có cười thôi chứ lấy gì giải. Hoặc buồn buồn các bạn tự viết ra một cái công thức đặc trưng nào đó. X trên x bình trừ 5, x cộng 3 chẳng hạn. Đó, thế x bằng 1, bằng 2, bằng 3 vô thì các bạn có được những con số tương ứng. Rồi kêu y, ê mày ơi, làm thử lại tính đặc trưng đi. Thì xin lỗi, chỉ có cười thôi chứ không có cách nào hết. Thì cái này tùy thuộc vào mỗi dạng bài toán. Nhưng thầy sẽ có một cách tà đạo để giúp cho các bạn là làm không bao giờ bị sai. Ông thầy có chửi thì nghe, nhưng mà chắc chắn không sai và không la các bạn được. Đây, ví dụ, bây giờ người ta cho từ con số trời ơi đất hỡi gì đó. Ví dụ thôi nha. Ví dụ như người ta cho tập A bao gồm 1 trừ 3 7, 25. Đó, giả sử cho mấy thằng này. Kêu viết tính đặc trưng của nó đi. Biết gì đâu viết. Ai đâu kịp nhìn ra được là nó bình phương của cái gì hay là nó là gì. Dẹp, bỏ qua bên. Ta sẽ ghi như thế này. Tập A bao gồm những phần tử x thuộc R sao cho. Bắt đầu, nó là nghiệm của phương trình. Vậy tức là x trừ 1 nhân cho x cộng 3 nhân x trừ 7 nhân x trừ 25 bằng 0. Hết chuyện. Tức là ta đưa từng cái phần tử đó vô là nghiệm của phương trình bậc nhất. Thì chắc chắn thằng này giải ra nghiệm x bằng 1, thằng này giải ra nghiệm x bằng trừ 3, x bằng 7 và x bằng 25. Xong. Và cho 8.000 số thì cứ việc lôi vô 8.000 cái phương trình bậc nhất đó là kiểu gì cũng ra. Còn ông thầy ông có chửi thì nghe thôi. Nó dạ em nhìn không ra được cái tính đặc trưng đó thì em viết cái tính đặc trưng này. Còn đâu có ai cấm. Trừ khi nào đều gọi là buộc phải viết tính đặc trưng theo một cái mẫu nào đó. Cái này cũng là tính đặc trưng. Thành dung không?
Rồi thì ở đây thì tùy theo mỗi bài, những bài nào có thể ở mức độ cơ bản thì thầy chỉ cho các bạn. Còn cái cách này là cái cách gọi là không bao giờ sai và không bao giờ mà bị chửi, nghe thì chịu. Nhưng mà có việc nói dạ thầy ơi em sai chỗ nào thầy chỉ giùm em, thì chắc chắn giáo viên không chỉ ra được bạn bị sai. Không có cách nào chỉ ra sai được hết, tại vì nó đúng mà lấy gì sai. Nhưng có điều là nói phải làm theo giống cách của thầy, nó dạ thầy giỏi thầy làm được, em làm không được, em làm được cách này. Hết chuyện. Rồi thôi trễ rồi. Thì nhiệm vụ giao cho các bạn đó là về ở nhà mở cái phần lý thuyết ra rồi coi hoàn thiện. Thầy hỏi lại nè, cái file này thầy gửi cho nhóm của các bạn chưa vậy? Thầy mượn một bạn nào cửa ba ơi, thầy gửi cái file này cho nhóm chưa vậy bạn? File nào thưa thầy? Đây cái file này này nè, tôi đang chắc rồi, thầy đang vừa mở nè. Thầy gửi thầy gửi lại cho các bạn đi. Biết chưa rồi các bạn về thì gán coi làm lại về mấy cái bài tập đơn giản về tập hợp thôi. Đầu tiên một dạng thôi tập hợp, bữa sau ta sẽ bàn về tập hợp con với tập hợp rỗng gì đó các kiểu. Rồi để thầy gửi file cho thầy. Tôi chỉ có thể dạy với điều kiện các bạn muốn học. Muốn học cả nào tôi cũng dạy được cho các bạn hết. Còn các bạn không muốn học thì thôi. Được, có vất vả với nhau cho nó mệt. Rồi các bạn chịu khó tự hoàn thiện lý thuyết lại và mở ra làm lại cho thầy cái ví dụ về cái phần liên quan tới phần là tập hợp thôi ha. Đó, là hồi nãy phần này này. Bài tập 1 hồi nãy thầy làm cho đừng khúc rồi đó ha. Rồi với lại tập làm bài tập 1 xong, làm bài tập 2, 3, 4, 5, 6, 7. Làm nhiều cái gì tới tới số 15, từ bài số 1 tới số 15. Mấy bài kia nó cũng giống thôi. Vậy làm bài tập về nhà ha, từ bài 1 tới bài số 15. Rồi tính đặc trưng thì giờ bạn nào cảm thấy rằng mình thấy được cái tính đặc trưng hợp lý thì làm, còn không thấy được thì cứ việc chơi cái tính đặc trưng như tà đạo như nãy thầy nói. Cách đó nó giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề. Đó, gán tập lại đi ha. Rồi thôi, tạm biệt các bạn, hôm sau tiếp.